Công thần như này. Nam mô Bích Thầy nhỉ. À, kính đảnh chị Trung Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những điều rất là đặc biệt khi chúng ta đề cập đến tôn giả Ananda, ngài là vị chịu trách nhiệm để kết tập tâm tạng lần thứ nhất 3 tháng sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch. Thì Tôn giả Ananda đã trùng tụng lại một số, đã nói là một số những cái giai thoại, những bài pháp của các đệ tử Phật sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Chúng ta nhớ rằng Đức Thế Tôn viên tịch ở tại Kusinara, và sau cái lễ trà ti thì Tôn giả Nanda đã khởi hành từ Kusinara đi về Sawatthi, từ Sawatthi đi về Vương Xá. Chuyến đi kéo dài 3 tháng đó, Tôn giả đã ghi nhận một số những điều xảy ra sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Bài kinh ngày hôm nay là một giai thoại ở trong số đó. Bà La Môn Khotamukha là một trong những Bà La Môn tương đối là có tiếng tăm ở tại Varanasi. Thưa quý vị, vị này đã đến gặp Tôn giả Udena để bày tỏ cái quan điểm của mình về đời sống tu hành. Mặc dù bản thân là vị Bà La Môn, cũng là vị rất là ưa chuộng về tôn giáo, nhưng mà vị này rất là nặng về tôn giáo của người tại gia. Chúng ta tạm gọi vị này mang cái tư tưởng giống như là Phật giáo Hòa Hảo ở tại miền Nam Việt Nam. Có một thời mà các vị trong Phật giáo Hòa Hảo miền Nam chủ trương là đời sống xuất gia là đời sống không có đẹp, không có, thí dụ như chúng ta nói thầy chùa như thầy Cây Sơn, ngoài ra cư tốt trong thời mối ăn, thí dụ như vậy. Thì vị này cũng có quan niệm rằng đời sống sa môn, đời sống các vị tu sĩ xuất gia đó là đời sống thật ra không có cái gì đáng sống là đẹp hết. Nhưng mà rồi chúng ta hãy nghe Tôn giả Udena, ngài trả lời, nhưng mà ngài trả lời rất khéo trong cách trả lời của ngài và được trùng tụng bài kinh này. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, sau đó thì chúng ta sẽ cung kính thượng tọa Pháp Đăng, vị giảng sư của chương trình gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Xin mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay, kinh 94, kinh Khotamukha Sutta. Bài kinh ghi lại câu chuyện xảy ra không bao lâu sau khi Đức Phật viên tịch. Bấy giờ Bà La Môn Khotamukha gặp Tôn giả Udena trong một dịp tình cờ, vì Bà La Môn này nói lên quan điểm của mình là không tin đời sống xuất gia có giá trị thật sự. Tôn giả Udena đã khéo léo mở đầu cuộc đối đáp với nguyên tắc đàm luận của người có hiểu biết. Rồi Tôn giả nói về bốn hạng người có mặt ở đời sau đó, để Bà La Môn có ý kiến về bốn hạng người đó. Cách nói và điều được nói của Tôn giả Udena thật sự có sức thuyết phục Bà La Môn Khotamukha quy y Tam Bảo. 449. Người không ưa thầy thầy tu lại gặp Sa Môn. Bà La Môn Khotamukha vốn có thành kiến với những thầy tu là sống cuộc đời không hợp lại với lẽ tự nhiên. Trong một chuyến đi về Varanasi, tình cờ
Vị này gặp tôn giả Udena và nói lên quan điểm của mình. Kinh văn: Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Udena trú ở Varanasi, Ba La Nại, tại rừng xoài, Khe Mí Giá. Lúc bấy giờ Bà La Môn, Khô Tá Mú Khá đến tại Varanasi có một vài việc, vài công việc. Rồi Bà La Môn, Khô Tá Mú Khá tản bộ du hành và đi đến rừng xoài, Khe Mí Giá. Lúc bấy giờ tôn giả Udena đang đi kinh hành ở giữa trời. Rồi Bà La Môn, Khô Tá Mú Khá đi đến tôn giả Udena. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón, hỏi thăm với tôn giả Udena. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, liền nói với tôn giả Udena đang đi kinh hành: Thưa tôn giả Sa Môn, không có một sự xuất gia đúng pháp, hình như đối với con thì không thấy một tôn giả như ngài, hay ở đây pháp ấy là gì? Khi nghe nói vậy, tôn giả Udena từ chỗ kinh hành bước xuống, đi vào trong tịnh xá Vihara, rồi ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Bà La Môn, Khô Tá Mú Khá cũng từ chỗ kinh hành bước xuống, vào trong tinh xá rồi đứng một bên. Tôn giả Udena nói với Bà La Môn, Khô Tá Mú Khá đang đứng một bên: Này Bà La Môn, đây có những ghế ngồi, nếu muốn hãy ngồi xuống. Trong khi chúng con đến với tôn giả Udena, chúng con không ngồi, làm sao người như con lại nghĩ đến ngồi xuống trước khi được mời? Rồi Bà La Môn, Khô Tá Mú Khá lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn, Khô Tá Mú Khá nói với tôn giả Udena: Thưa tôn giả Sa Môn, không có sự xuất gia đúng pháp, hình như đối với con vì không thấy một tôn giả như ngài, hay ở đây pháp ấy là gì? 450. Hãy nói chuyện trong tư cách của người có hiểu biết. Tôn giả đây là một cuộc đàm luận, không phải chỉ nói vài câu là xong, nên đề ra sự đồng thuận trong cách thảo luận. Kinh văn: Này Bà La Môn, nếu ông tán đồng những gì ta tán đồng, và bài bác những gì cần phải bài bác, và có điều gì ta nói mà ông không biết, ở đây ông có thể hỏi thêm ta. Thưa tôn giả Udena, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây sẽ có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Con sẽ tán đồng những gì tôn giả Udena tán đồng, và bài bác những gì cần phải bài bác. Và có điều gì tôn giả Udena nói mà con không biết? Ở đây, con có thể hỏi thêm tôn giả Udena. Tôn giả Udena, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây mong sẽ có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 451. Bốn hạng người ở đời. Từ những gì Đức Phật dạy tôn giả Udena đề cập đến bốn hạng người ấy, bốn hạng người để cho thấy điều mà vị là Bà La Môn nói không nên nghĩ quá đơn giản. Kinh văn: Này Bà La Môn, ở đây có bốn hạng người này có mặt ở trên đời. Thế nào là bốn? Ở đây này Bà La Môn, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây này Bà La Môn, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này Bà La Môn, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này Bà La Môn, có người vừa hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, từ ngã trú vào phạm thể. 452. Cho biết ý kiến có nghĩa là thừa nhận. Sau khi nói về bốn hạng người, tôn giả Udena để cho Bà La Môn có ý kiến về bốn hạng người này. Kinh văn: Này Bà La Môn, bốn hạng người này, hạng người nào được tâm ông thích ý nhất? Thưa tôn giả Udena, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, hạng người này tâm con không thích ý. Thưa tôn giả Udena, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người,
Hạng người này tâm con không thích ý. Thưa tôn giả Udena, hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. Thưa tôn giả Udena, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ từ ngã trú và phạm thể, hạng người này tâm con thích ý. Này Bà La Môn, vì sao tâm ông không thích ý ba hạng người này? Thưa tôn giả Udena, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này hành khổ mình, hành hạ mình, trong khi tự ao ước lạc, yểm ly khổ, do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Thưa tôn giả Udena, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành khổ người khác, hành hạ người khác, trong khi người khác ao ước lạc, yểm ly khổ, do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Thưa tôn giả Udena, hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành khổ, hành hạ mình và người khác, trong khi mình và người khác ao ước lạc, yểm ly khổ, do vậy tâm con không thích ý hạng người này. Nhưng thưa tôn giả Udena, hạng người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người này không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ từ ngã trú và phạm thể, do vậy tâm con thích ý hạng người này. 453. Hình ảnh tương phản của hai hội chúng. Kinh văn: Này Bà La Môn, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Thế nào là hai? Ở đây, này Bà La Môn, có hội chúng vì tham đắm châu báu và đồ trang sức, tìm cầu vợ con, tìm cầu đầy tớ nam, đầy tớ nữ, tìm cầu ruộng đất, tìm cầu vàng bạc. Ở đây, này Bà La Môn, lại có hội chúng không tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Bà La Môn, hạng người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ từ ngã trú vào phạm thể. Này Bà La Môn, trong hội chúng nào ông thấy phần lớn hạng người này? Trong hội chúng tham đắm châu báu và đồ trang sức, tìm cầu vợ con, tìm cầu đầy tớ nam, đầy tớ nữ, tìm cầu ruộng đất, tìm cầu vàng bạc, hay là trong hội chúng không tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Từ tôn giả Udana, hạng người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ từ ngã trú và phạm thể, hạng người này trong hội chúng không tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đầy tớ nam, đầy tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Trong hội chúng ấy con thấy phần lớn hạng người này. Nhưng này Bà La Môn, nay ông vừa mới nói chúng con biết như sau. Thưa tôn giả Sa Môn, không có một sự xuất gia đúng pháp. Hình như đối với con, vì không thấy một tôn giả như ngài, hay ở đây pháp ấy là gì? Thưa tôn giả Udena, thật sự lời nói ấy có lợi ích cho con. Có một sự xuất gia đúng pháp ở đây đối với con là như vậy, và mong tôn giả Udena chấp trì con là như vậy. Bốn hạng người được tôn giả Udena nói một cách vắn tắt,
không giải thích rộng ra. Lành thay, nếu được tôn giả Uddena khởi lòng từ phân tích rộng rãi cho con bốn hạng người này. Này Bà La Môn, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Bà La Môn Khô Tá Mú Khá vâng đáp tôn giả Uddena. 454 giải thích rộng rãi những điều đã được đề cập. Vì Bà La Môn đã bắt đầu chịu lắng nghe, tìm hiểu và thỉnh cầu được giảng dạy rộng rãi, tôn giả Uddena đã nói tường tận về bốn hạng người. Kinh văn. Tôn giả Uddena nói như sau: Này Bà La Môn, thế nào là hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình? Ở đây, này Bà La Môn, có người sống lọa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất tịch không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó, đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. Vì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, hay vì ấy chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vì ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vì ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, vân vân, bảy ngày một bữa. Như vậy, vì ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vì ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bột tắm, ăn ván gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vì ấy ăn rễ cây, ăn trái cây rụng để sống. Vì ấy mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm trừ quăng đi, mặc vải phấn tạo y, mặc vỏ cây thirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cắt tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng công lông cừu. Vì ấy là người sống nhổ rau tóc, là người chuyên sống theo khổ hạnh nhổ rau tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người không ngồi chỗ họ, chuyên sống theo hạnh ngồi chỗ họ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như vậy, này Bà La Môn, được gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Và này Bà La Môn, thế nào là hạng người hành khổ, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, Bà La Môn, có người giết trâu bò là người giết heo, là người giết vịt, săn thú là sợ thăng, thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và người và những người làm các nghề độc ác khác. Như vậy, này Bà La Môn, được gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này Bà La Môn, thế nào là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này Bà La Môn, có người làm vua thuộc giai cấp sát đế lỵ, đã làm lễ quán đảnh, hay một Bà La Môn triệu phú, vì này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, cào bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu.
gãi lưng một với một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một bà la môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn, chỉ có lát cỏ. Vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một màu. Bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai, và vị bà la môn tế sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư dùng để tế lửa, còn con nghé con thì sống với đồ còn lại. Vị vua nói như sau: hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ đắp ba để làm chỗ tế lễ. Và những người tô nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt khóc lóc làm các công việc như vậy. Này bà la môn, được gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này bà la môn, thế nào là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người? Hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, từ ngã trú vào vàm thể. Ở đây, này bà la môn, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A La Hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này là thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với sa môn, bà la môn, thiên nhân, lại tuyên bố điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện, nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Người có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy xuất gia như vậy, hành trình các học giới và hạnh sống, bà la môn, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hổ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vì ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa là không cho, chỉ mong những vật đã cho, từ sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vì ấy từ bỏ đời sống không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tánh xa dâm dục hạ địa. Vì ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến sự chân thật, đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vì ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tánh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói những người này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vì ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vì ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người,
Vị ấy nói những lời nói như vậy. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời, từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, trang sức và các thời trang, từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ không nhận vàng và bạc từ nhỏ, từ bỏ không nhận các hạt sống, từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ không nhận cừu và dê, từ bỏ không nhận gia cầm và heo, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai, từ bỏ không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân và với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy, tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, nội tâm hưởng lạc, họ không khuyết phạm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện, pháp khởi lên. Vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi người hơ, vân vân, lưỡi nếm nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận, thức các pháp. Vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham các ác bất thiện pháp khởi lên. Vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ ý căn, sự hộ trì ý căn. Vị ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng lạc, thọ không uế nhiễm. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co ca tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kết, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi tại tiền, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh này, lựa một trú xứ thắng thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn xong về và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trào cử hối quá. Vị ấy sống không trào cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trào cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ. Vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vị ấy sau khi từ bỏ năm triền cái này, các pháp làm tâm cấu uế, làm trí tuệ thành yếu ớt. Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do dục sanh với tầm với tứ.
Vì ấy diệt tâm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vì ấy ly hỷ trục trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vì ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không khấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vì ấy tâm đến tốt mang mạng trí. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy vì ấy nhớ đến những đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cố nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vì ấy hướng tâm đến sanh tự trí của chúng sanh. Vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu thân, thấy sự sống và chết sự của chúng sanh. Vì ấy tuệ tri rõ ràng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vì ấy nghĩ rằng, thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hội mạng chung, phải sanh vào quả dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hội mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vì ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vì ấy tuệ tri như thật, đây là khổ. Tuệ tri như thật, đây là khổ tập. Tuệ tri như thật, đây là khổ diệt. Tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Tuệ tri như thật, đây là những lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: ta đã giải thoát. Vì ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có trở lui đời sống này nữa. Như vậy, này Bà La Môn, được gọi là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Vì ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không giam dục, tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, từ ngã trú vào phạm thể. Quy ngưỡng 455, quy ngưỡng tam bảo, kinh văn. Khi được nói vậy, Bà La Môn Khô Tam Mú Khá nói với Tôn giả Ú Đê Ná: thật vi diệu thay Tôn giả Ú Đê Ná, thật vi diệu thay Tôn giả Ú Đê Ná, thưa Tôn giả Ú Đê Ná,
như người dần đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Udena dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Udena, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Udena nhận con làm cư sĩ. Từ này cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Bà La Môn, chớ có quy y với ta, hãy quy y với Thế Tôn, bậc mà ta đã quy y. Thưa tôn giả Udena, nay tôn giả Gotama, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác ở tại đâu? Này Bà La Môn, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác đã nhập Niết Bàn. Tôn giả Udena, nếu chúng con được nghe tôn giả Gotama ở cách 10 do tuần, Yochana, chúng con sẽ đi 10 do tuần ấy để được ý kiến tôn giả Gotama, bậc A-la-hán, chánh đẳng, giác. Thưa tôn giả Udena, nếu chúng con được nghe tôn giả Gotama ở cách 20 do tuần, vân vân 30 do tuần, 40 do tuần, 50 do tuần, chúng con sẽ đi 50 do tuần để được ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Udena, nếu chúng con được nghe tôn giả Gotama ở cách 100 do tuần, Yochana, chúng con sẽ đi 100 gia tuần để được ý kiến tôn giả Gotama, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Udena, vì tôn giả Gotama đã nhập Niết Bàn, chúng con xin quy y tôn giả Gotama đã nhập Niết Bàn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Udena nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa tôn giả Udena, vua nước An Gá có cúng dường cho con một bố thí thường xuyên hàng ngày. Nay con xin cúng dường tôn giả Udena bố thí thường xuyên ấy. Này Bà La Môn, vua nước An Gá cúng dường thường xuyên hàng ngày cho ông là bao nhiêu? Thưa tôn giả Udena, 500 Chahapana đồng tiền vàng. Này Bà La Môn, ta không được phép nhận vàng và bạc. Này, nếu tôn giả Udena không được phép nhận vàng và bạc, con sẽ cho làm một tịnh xá cho tôn giả Udena. Này Bà La Môn, nếu ông muốn xây dựng một tịnh xá cho ta, thì hãy xây dựng một giảng đường cho chúng tăng ở Pataliputta. Con lại càng bội phần hoan hỷ, thỏa mãn với tôn giả Udena khi tôn giả khuyến khích con cúng dường chúng tăng. Thưa tôn giả Udena, với bố thí thường xuyên này, với bố thí thường xuyên khác về sau, con sẽ cho xây một giảng đường cho chúng tăng ở Pataliputta. Rồi Bà La Môn Khotamukha, với bố thí thường xuyên này và với bố thí thường xuyên khác về sau, cho xây dựng một giảng đường cho chúng tăng ở Pataliputta. Nay giảng đường ấy được gọi là Khota Mukhi. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con xin mời Thượng Tòa Pháp Đăng giảng giải. Nam Mô Bụt Tha Giá. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sông Khai Giá. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Bình Hạnh, Thầy Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bảy cô tu nữ, thân chào Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài kinh hôm nay đó thì lấy cái tên của cái vị Bà La Môn Gotamukha để làm cái tựa của bài kinh này, là cái bài kinh
Trung Bộ số 91. Và kính bạch ơi quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài kinh này thì rất là dài, nhưng mà ở đây thì cái đại ý thì cái vị bà la môn Gô Tam Múc Khá thì không có thấy được một cái vị tỳ khưu hay là cái người tu hành nào mà đặc biệt. Nhưng mà khi gặp được tôn giả Uddiyana, và tôn giả Uddiyana này cũng là một vị thánh ở trong trong tăng chi về cái tụng phẩm mà nói về các cái bậc tăng đắc đạo quả. Và với một cái vị mà có cái khả năng như là tôn giả Uddiyana thì ngài đã làm cho vị Bà La Môn này hiểu được cái chánh pháp mà ngài đã xuất gia, đã tu học với cái lời dạy của Đức Phật, với cái pháp mà Thế Tôn đã thuyết giảng và trình bày. Thì chúng ta nghe nói về bốn hạng người này đó, thì thật sự thì bốn hạng người đều được trình bày trong kinh Trung Bộ cũng rất là nhiều những cái bài kinh. Trong đó có bài kinh số 52 Khanh Đá Rác Khá. Rác Khá cũng có trình bày về bốn hạng người này. Như vậy á, thì cái bài kinh đó, nói về bốn hạng người này thật sự rất là dài quý vị. Nhưng mà những cái ý muốn nói đó, ở đời đó có bốn hạng người thôi, có nghĩa là cái hạng người mà tự hành khổ mình. Cái hạng người tự hành khổ mình đó, đó là những cái lối tu khổ hạnh, những cái lối khắc khổ mà chúng ta thấy. Ví dụ như đương thời như là Thành Hoa Tự, đậu nằm, có nghĩa là tu và nằm hoài thôi. Hay là chúng ta thấy ông Nguyễn Thành Nam đậu dừa thì tu mà ăn uống dừa thôi. Và chúng ta cũng thấy đạo khoai hay là đạo uống nước lạnh. Ở Việt Nam chúng ta thì có nhiều cái đạo lắm quý vị, có những cái đạo như vậy. Nhưng mà chúng ta nhìn chung vào những người đó là tự làm khổ mình. Và nếu mà tự hành khổ mình như vậy, dù có cực kỳ cái cách khổ nào, nhưng mà chúng ta cũng thấy Đức Phật thì nói về lúc mà ngài tu khổ hạnh, ngài khổ hạnh đệ nhất, bần quế đệ nhất và viễn ly đệ nhất. Khổ hạnh có nghĩa là ngài nói về cái sự khổ hạnh hành hạ đủ cách hết. Ngài nói về cái cách mà ngài nằm trong nghĩa địa, rồi những cái người mà họ lấy cây họ thọt vào lỗ tai của ngài, nhưng mà ngài không khởi lên tâm sân, đạp nhổ lên ngài, đại tiện tiểu tiện lên trên mình ngài, nhưng mà ngài vẫn vẫn không có oán hận họ. Thì chúng ta thấy khi mà nói đến cái sự khổ hạnh đó, thì cuối cùng đó thì ngài nói, ngài chuyển pháp luân đó, thì ngài nói về cái hai cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh, đó là hai cực đoan không thể là giác ngộ được. Và chúng ta cũng biết rằng Tôn giả Uddiyana cũng là một bậc thánh và đã từng nghe những cái pháp thoại như vậy. Nên khi mà nói đến tự hành khổ mình đó, thì ngài trình bày tất cả những cái mà Đức Phật trình bày về những cái lối khổ hạnh mà đương thời bên Ấn Độ có. Thì quý vị thấy họ đứng một chân, ví dụ chúng ta thấy một trăm bố cá đứng một chân đó, đứng một chân, ổng hả miệng, ổng nói dối đời thôi, là ổng ăn phân, ông ăn ăn phân, nhưng mà ông nói ông ăn hư không, uống hư không như vậy thôi, ăn xương uống gió thôi, chứ ông không ăn vật thực. Dù là như vậy, nhưng mà thực sự ra những cái lối tu khổ hạnh đương thời đó thì chúng ta cũng có thấy những người họ hành khổ hạnh nó nhịn ăn một tháng, nhưng mà rồi họ ăn trở lại. Hoặc là họ nhịn ăn 2 tháng, hoặc là họ nhịn ăn 10 ngày, 15 ngày, hay là 3 ngày, 7 ngày, những cái chuyện mà họ hành khổ hạnh đó, để cho người ta thấy là những việc đó khó làm. Nhưng mà họ làm như vậy, nên họ chủ trương cái đường lối tu tập của họ là như vậy. Như vậy cái sự tự hành khổ mình đó là hành hạ mình. Chúng ta thấy như là Thiên Chúa giáo hay là họ không có tham gia được cái lễ thánh chiến đó, mà sau này họ tự lấy roi họ quýnh vào người họ máu me như vậy, thì có đó cũng là cái cách tự hành khổ mình, vì họ không tham gia được thánh chiến, nên bây giờ họ họ tiếc nuối và họ dùng cái cách để bày tỏ, họ tự lấy roi đánh vào người mình không có được tham gia cái thánh chiến đó.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật, cái sự khổ hạnh, bất luận là cái loại khổ hạnh nào đó, thì Đức Phật Ngài cũng chỉ nói đó là một cực đoan. À, và cái hạng người như vậy đó là cực đoan. Tại vì cái mình hành khổ hạnh đó, mà trong kinh Mi Tiên cũng có nói, mình hành khổ hạnh đến nỗi rồi mình kiệt sức đó, mình không có đi đứng nổi, không có bước nổi trên địa cầu này. À, dù là còn mấy bước nữa nhưng mình cũng không bước nổi, dù là còn khoảng đường nữa nhưng mình đi không nổi nữa. Mình không phải vì vậy mà mình trách cái địa cầu này, tại vì tại sao cái địa cầu này mà mình bây giờ cái đi không được, tại vì mình dùng những cái sức lực của mình để làm cho mòn mỏi những cái sức lực đó, cùng cực cái sức lực đó, những cái sinh lực sống nó bị mai một đi. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Bồ Tát hành đó, khổ hạnh đó, da bọc xương, ngày kể về ngày đụng vào bụng đó là đụng vào cái xương sống, ngày rờ vào tóc đó, thì tóc rụng, đụng vào lông tai rụng, vì nó không có đủ sức, nó không có dinh dưỡng để nuôi dưỡng cái lông cái tóc đó, vì nó quá mất đi cái dinh dưỡng, vì ngày ăn quá ít, ngày ăn một bữa một hạt mè hạt táo như vậy thôi, nên không có đủ để nuôi cái thân này. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái lớp khổ hạnh đó, đó dù khổ hạnh cực kỳ đến mức độ nào, nhưng mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta khẳng định rằng Đức Thế Tôn người nói khổ hạnh là một cực đoan. À, chúng ta khẳng định như vậy. Vì sao vậy? Vì khổ hạnh nó chỉ làm cho mình mòn mỏi kiệt 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 quệ thôi. À, rồi nếu mà cái người họ khổ hạnh thời gian họ ăn trở lại đó, thì Đức Phật nói rằng mình gọi là mình tu, bây giờ mình bỏ tu rồi. À, mình làm bây giờ mình bỏ làm rồi. Như vậy là như vậy nó có đâu có kết, đâu có mục đích đâu, đâu có mục đích cuối cùng. Còn đạo Phật á, thì không lợi dưỡng, không khổ hạnh, mục đích là đoạn trừ phiền não, chấm dứt cái tham ái, sân hận và si mê, để chứng ngộ được niết bàn. À, như vậy thì cái sự tự hành của mình á, chúng ta nghe trong cái bài kinh này kể đủ cách hết. À, nhưng mà những cái cách đó nó chỉ làm cho mình mòn mỏi kiệt quệ, và cái cách đó đó nó chỉ làm cho mình từ bỏ thân xác này thôi. À, chứ mình không phải là từ bỏ phiền não. Vì thường thường chúng ta thấy là phiền não tham là chúng ta thích, phiền não sân là chúng ta không thích, phiền não si là chúng ta không hiểu. À, nên những cái đó cũng là phiền não, nó sai sử tâm chúng ta. Nên thường thường quý vị biết rằng Đức Phật này nói rằng mình xử sự gì thương, gì ghét, gì si mê, gì sợ, thì cái xử sự đó bên trong hay bên ngoài? Bên ngoài là mình ứng xử bên ngoài, mình xử sự bên trong là bản thân của mình. À, mà mình không mà xử sự đúng á, vì mình si mê, mình si mê là mình không hiểu nhân hiểu quả, không hiểu phiền não từ đâu, từ trong tâm mình chứ không phải là thân thể. À, trong tâm của mình á, phiền não trong tâm của mình, chứ không phải thân thể này. Dù có hành hạ thân thể này, dù là có những loài quỷ đói đó, họ đói kinh khủng, cái đầu bự, cái bụng bự, nhưng mà cái cổ giống như sợi chỉ, không ăn được những là vật thực, dù là khổ như vậy nhưng mà cũng là khổ cảnh mà thôi, chứ không phải là khổ hạnh. À, hay là khổ như vậy phải chấm dứt sự khổ đau, không có, điều này không có. Cái gì như vậy là cái hạng người thứ nhất là tự hành khổ mình, rồi cái hạng người thứ hai là tự hành khổ người, hoặc là tự hành khổ mình và chuyên tâm hành khổ mình, hành khổ người và chuyên tâm hành khổ người. À, như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng cái tự hành khổ mình hay là hành khổ người, có nghĩa là làm những cái nghề đồ tể sát sanh hại vật, hay là bắt giết đánh đập giam cầm chúng sanh, làm đôi đòi đôi tớ bán nô lệ, hoặc là những cách này cách kia, mình hành hạ người ta. Như vậy thì những cái lối hành hạ như vậy đó cũng là một cái lối cực đoan. À, với một cái thân khẩu ý nó không có trọn lành. Vì thường thường chúng ta giữ giới là chúng ta ban cho đời vô úy thí, không sợ hãi. Bây giờ mình dùng cái cách gì đó mình hành hạ chúng sanh, đánh đập chúng sanh, hay là mình đồng hành hạ đánh đập bản thân của mình, hay là mình chỉ dạy cái phương cách hành hạ đánh đập người khác, như vậy đều không có kết quả. Đó là điều là những cái lối tu mà đoạn đường cùng, không có cái mục đích cuối cùng, không có đạo lộ giác ngộ giải thoát, mà chỉ là những cái lối sống trong thế gian này, những cái lối tu tập ở trên thế gian này mà thôi.
Thì như vậy chúng ta thấy rằng có những người họ đưa ra những cái chủ trương đường lối, họ nói về mình sát hại ai cũng không có sát hại, chỉ có đất nước lửa gió thức hư không, mình bỏ cái kiếm vào đó cũng không có gì giết được ai hết, vì nếu mình giết người đó không có tái sanh, nhưng mà người đó vẫn tái sanh kiếp khác. Nên họ chủ trương là làm như vậy cũng không gọi là giết, dù có cầm gươm giáo chém đông chém tây giết loại này loại kia đó, không phải làm như vậy là giết hại được. Những cái loài đó vẫn vẫn tái sanh, vẫn tái sanh, vì những chúng sanh nó vẫn sanh vẫn tử, và nó sanh một lần nó tử một lần. Mình không giết nó hay là nó cũng tử bằng xe cán, xe tông, súng đạn, rồi trời đánh lũ lụt, núi lửa sóng thần động đất, trước sau cũng chết lần. Như vậy người đó sanh một lần và chết một lần, và người đó đã sanh tử nhiều trăm triệu tỷ tỷ lần rồi. Họ có những cái lập luận, họ cũng có những cái điều nói mà giống như Phật. Vì Đức Phật này nói rằng chúng ta sanh cái tâm nào tái tục thì tâm làm việc khổ kiếp và tâm đó làm việc tử. Có nghĩa là chúng ta sanh kiếp nào thì chúng ta chết kiếp đó, không thể nào tránh khỏi. Thì đó là cái quy luật của vô thường, của cái danh sắc ngũ uẩn, và cái quy luật của khổ danh sắc ngũ uẩn, và cái quy luật của vô ngã, có nghĩa là không ai làm chủ. Tại vì chúng ta không biết mình chết lúc nào, không biết mình chết về năm tháng ngày giờ nào, và không biết mình chết vì cái tai nạn nào, tai nạn nào mà mình chết, và không biết mình chết chỗ nào, xứ nào, thời nào, sáng trưa chiều tối, không biết được tháng giêng tháng hai tháng ba tháng tư, hay là ngày một ngày hai hay là ngày 30, mình hoàn toàn không biết được. Như vậy thì Đức Phật người nói chung, và cái người mà tự hành khổ mình hay là hành khổ người, hay là cả hai, có là tự hành khổ mình và hành khổ người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái lối đó là những cái lối mà đã sai lầm rồi, thì dù mình có làm cũng sai lầm, dù mình có dạy người ta làm cũng sai lầm, dù cả hai có hành như vậy, nhưng mà không phải vì hành như vậy mà đoạn trừ phiền não. Không phải. Tại vì chúng ta biết rằng cái trạng thái thích là trạng thái của tham, tịnh tướng, không suy xét thì không có ngăn được tham. Còn trạng thái của đối ngoại tướng, hay là trạng thái không vừa lòng, là trạng thái của sân. Và trạng thái mà hành hạ hay đánh đập đó là trạng thái hủy hoại. Và những cái trạng thái đó đều không có thấy được cái sự lợi ích của ngũ uẩn. Mình có ngũ uẩn, mình có thân, mình tu diệt được thân kiến, diệt được hoài nghi, diệt được giới cấm thủ, thì mình đắc đạo quả tu đầu quần. Nhưng mà nếu mình có thân, mình không hiểu được thân kiến là gì, chấp tôi, tự ngã của tôi, sắc thọ tưởng hành thức là tôi, là tự ngã của tôi, con cái vợ chồng vàng bạc ngọc ngà châu báu, tôi trai tớ gái là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và khi mình tham ái như vậy đó, thì mình sẽ bị thân kiến là sao? Thân kiến là cái thấy sai. Vì mình có phước, mình sanh ra sắp đến lị đại phú, bà la môn đại phú, gia chủ đại phú, chư thiên đại thần lực, hay là làm người nam người nữ đẹp trai đẹp gái, thì điều đó đều là do nghiệp thức quả thức cho mình đi tái sanh. Dù mình có tôi trai tớ gái, chẳng qua những kiếp luân hồi mình tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả bố thí cúng dường, rồi mình giúp đời, giúp đời chẳng bần tệ khổ phò nguy, bây giờ mình sanh ra đời mình có cái phước vật, phước đức và phước trí, mình cho mình là thông minh, là tự ngã của mình này kia nọ. Nhưng mà Đức Phật ngài không nói như vậy, ngài chỉ nói rằng nếu một người mà kiêu mạn như vậy đó, thì họ không thấy được nhân quả, nên họ bị dính vào cái thân kiến, là cái tri kiến, nghĩ rằng ta là của ta, là tự ngã của ta, nhưng không thấy nghiệp, do nghiệp sanh, do nghiệp thức quả thức tái sanh, do phước báo công đức mà nó hình thành, không có hiểu được như vậy. Và khi mà chúng ta bị thân kiến đó, là chúng ta không hiểu nhân hiệu quả, nên chúng ta rớt vào cái tà kiến. Và khi mà chúng ta có chánh kiến đó, thì chúng ta hiểu rằng dù mình được tái sanh làm người tam nhân, chẳng qua đời trước đó mình bố thí trì giới tu thiền cung kính phục vụ hồi hướng phước tùy hỷ phước thính pháp thuyết pháp cải chánh tri kiến, chính 10 cái việc thiện cho cái tâm thiện, tâm thiện có 10 cái việc làm này, và 10 cái việc làm thiện đó cho ra cái tâm quả mình gọi là nghiệp, phúc hành, cho ra nghiệp thức và quả thức đi tái sanh. Quả thức nghiệp thức tạo thành danh sắc ở trong thai bào, lục nhập ở trong sự hình thành của mắt tai mũi lưỡi, rồi khi mà có lục nhập mình có lục xúc, mắt mình xúc chạm vào cảnh sắc,
tai mình xúc chạm vào cảnh thinh, mũi xúc chạm vào cảnh khí, miệng xúc chạm vào cảnh vị, thân xúc chạm vào cảnh xúc, ý xúc chạm vào cảnh pháp. Do tâm nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức nương gá vào các cái giác quan và sanh khởi sự xúc chạm. Khi xúc là duyên cho thọ là cảm giác, thọ duyên cho tưởng là sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng. À, xúc tưởng này đó thì chúng ta, nếu mà chúng ta có tu 10 pháp tưởng, tưởng vô thường hay tưởng yếm ố, tưởng ly tham, đó là chúng ta tu tưởng có trí. Chúng ta đã bước qua cái thức, cái biết thứ nhất là biết bằng thức, là biết cái thực thể hiện tại, như là mắt nhìn thấy cảnh sắc, biết cảnh sắc đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tưởng được cái vật này tròn, vuông, dài, ngắn, hay là đen, trắng, xanh, vàng, đó là sắc tưởng. Vì tưởng đã kinh nghiệm cái cảnh này, màu này ta gọi là màu đen, màu này ta gọi là màu trắng, màu này gọi là màu xanh. Người ta đã dạy mình bây giờ mình biết như vậy, đó là biết bằng tưởng, là biết thứ hai. Và chúng ta biết bằng tuệ đó là biết cái danh sắc hay là cái chân đế hay là sự thật. À, biết à, không có bị thân kiến, biết bằng trí tuệ, biết à, cái đó Đức Phật là biết bằng tuệ. Như vậy á, thì cái biết bằng thức hay biết bằng tưởng, biết bằng tuệ, thì chúng ta nhìn vào cái người mà họ tự hành khổ mình như vậy, chuyên tâm hành khổ mình, hành khổ người, hãy chuyên tâm hành khổ người, thì hạng người này đó đều là những cái hạng người sân hận, không có hiểu nhân hiệu quả, không thấy được cái lợi ích của ngũ quẩn này. Chúng ta có cái ngũ quẩn, chúng ta tu tập để từ bỏ cái ngũ quẩn thân kiến. Chúng ta xác định nghiệp phước tội mỗi người tạo có khác biệt. À, người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc dương kiều tôn chủ, bậc chuyển lưng thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Những hạnh phúc trần gian cùng thiên lạc cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Người có được bạn là người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, hay là bốn tuệ giác phân tích của thánh đệ tử Phật, hay độc giác toàn giác, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Tại vì khi mà chúng ta tạo những cái công đức, chúng ta thuộc sinh làm người tam nhân, chúng ta tu thiền đắc thiền, tu thiền quán đắc thiền quán. Như vậy thì Đức Phật ngài vẫn nói cái nghiệp thức và quả thức đó là cái nhân đời trước cho ra quả đời này, và cộng với cái nhân nỗ lực tu tập của đời này cho ra cái sự giác ngộ giải thoát à, trong đời này. Một người mà tự hành khổ như vậy, hay là hành khổ người, hay là tự hành khổ mình và chuyên tâm hành khổ mình, hành khổ người và chuyên tâm hành khổ người, thì hạng người này đó, họ đều đem được cái sự đau khổ, đem sự đau khổ cho mình, cho người, cho đời này và đời sau thôi. À, và những người họ vẫn có mắt, họ nhìn thấy, à, họ nhìn thấy, họ cũng vẫn nhận diện được quý vị. Nên chúng tôi nói quý vị một nọ tự khổ hạnh như vậy đó, thì nếu mình có mắt mình nhìn đó, cái người này họ hành như vậy, nếu mình có chánh kiến đó, người này họ nhịn ăn nhịn uống thật sự như vậy, họ sẽ chết. Vì Đức Phật đã dạy chúng sanh di tồn do Phật thực, mà người này nhịn ăn, người này sẽ chết. Như vậy thì chúng ta hiểu, dù là họ hành khổ hạnh đến mức độ nào, nhưng mà chúng ta hiểu Đức Phật thì nói rằng một pháp mà Đức Thế Tôn dạy chúng sanh di tồn do Phật thực. Chúng ta nhờ có ăn Phật thực mà chúng ta di tồn được cái thân ngũ quẩn này, và chúng ta không dính mắc cái thân ngũ quẩn này, và chúng ta chỉ thấy đời do chúng ta có bố thí đời trước nên chúng ta có vật thực. Chúng ta có bố thí y phục, chúng ta có sắc đẹp, chúng ta bố thí đèn đuốc, chúng ta có mắt sáng. Chúng ta bố thí xe tiền, chúng ta có được sự an vui. Chúng ta bố thí vật vừa lòng, chúng ta được vật vừa lòng. Chúng ta bố thí vật quý trọng, chúng ta được vật quý trọng. Nên những người nam nữ thí vật quý, thí vật đẹp, họ được đi tái sanh chỗ tốt đẹp. Như vậy thì Đức Phật này khẳng định đó, là với cái thiên nhãn thần tịnh hay sanh tử thông đó, ngài thấy cái sự sanh tử của chúng sanh là do hạnh nghiệp của mình, do cái hạnh nghiệp của chúng ta. Như vậy á, và Đức Phật ngài có túc mạng minh là ngài nhớ lại nhiều đời nghiệp kiếp người đó đã tạo cái thiện duyên, họ không có rơi vào bốn đọa xứ. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật ngài nói như là ngã núi Đức Thá suốt 100.000 đại kiếp chưa có rơi vào bốn đọa xứ, thì Đức Phật với cái túc mạng minh đó là thấy được cái sự sanh tử của tôn giả và ngài tuyên bố lên như vậy. À, và Đức Phật với tha tâm minh là biết được tâm người đó hành như vậy đó là cái tâm có trí tuệ, tâm ngu đần, tâm si mê hay là tâm tham sân hay là tâm trí tuệ, Đức Phật biết được. Nên Đức Phật hay là các bậc thánh đó, ngài với tâm của ngài biết được hành trì như vậy đó là tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình,
làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người. Hạng người như vậy đó là mình nhìn vào mình thấy họ ốp o tiều tụy, hành hạ máu me thân thể, gầy guộc đen đuốc rồi dơ bẩn. À, như vậy thì thân thức là họ khổ rồi quý vị, chứ không thể nào thân thức tọa lạc được. Một người có thân thức tọa lạc đó là người đó đó lạnh thì có đồ để cho ấm, nóng thì có điều có vật làm cho mát thân. Nên tưởng tượng quý vị thấy một vị vua chuyển lưng thanh vương có nữ báo đó rất là đặc biệt, mùa lạnh thì ôm cái người nữ báo này nó ấm, à, còn mùa ấm mùa nóng thì ôm cái người nữ báo này nó mát, à, nên mới gọi là nữ báo quý vị. Nữ báo của vua chuyển lưng thanh vương là như vậy. À, như vậy thì chúng ta biết Đức Phật ngài nói chung vào những cái người mà họ hành khổ mình, hay là hành khổ người, hay chuyên tâm làm khổ mình khổ người như vậy đó, là hạng người này chúng ta nhìn cũng như là bà la môn múc khá vậy đó, nhìn không thích ý. À, nếu mình có cái trí tuệ đó, nên thường thường quý vị biết rằng bản chất của con người chúng ta đó nó có tục sinh, có nhân của gọi là nhân vô tham vô sân, và trí tuệ đó nó đã thuần thục nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình nhìn cái cách tu đó đó, mình không có đồng ý. À, mình không có đồng ý. Mình thấy người đó làm như vậy đó, nó chỉ đưa đến những cái sự đau khổ thôi. À, đau khổ thôi. Hành hạ như vậy, dù hành hạ cực kỳ hành hạ như vậy, nhưng mà không phải hành hạ như vậy là thông minh trí tuệ. Không có. À, như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta vẫn có mắt thấy, chúng ta vẫn tiếp thu được cảnh sắc. Rồi chúng ta có sắc tưởng, nhưng mà nếu mà chúng ta theo một cái tôn giáo nào đó, à, điên đảo tưởng, à, điên đảo tưởng, kiến điên đảo, tưởng điên đảo và tâm điên đảo, thì chúng ta lại tôn thờ những cái lối tu khổ hạnh một cách cực kỳ dị hữu, hay là một cực kỳ là bậy bạ. Nhưng mà chúng ta vẫn theo tôn giáo đó. Vì sao? Vì thường cận nghi duyên, nhiều kiếp chúng ta có thể chúng ta tin những cái tôn giáo đó. À, nhưng mà có lúc nào đó chúng ta tin những tôn giáo đó với cái trí tuệ, với cái nhân lành, với cái lời nguyện, mai mốt con sanh ra đời con sẽ không bao giờ hành hạ bản thân của mình như vậy, không bao giờ muốn hành hạ chúng sanh. Cái lời nguyện đó cũng làm để chúng ta, à, làm chúng ta tỉnh ngộ. Nếu mà chúng ta bước vào cái tôn giáo nào hành hạ mình đó, thì tự nhiên mình bình tĩnh và từ bỏ cái tôn giáo đó, nhờ cái nhân lành chủng tử của vô tham vô sân và trí tuệ. À, nhờ cái căn, à, của vô tham vô sân và trí tuệ, hay là cái nhân của vô tham vô sân và trí tuệ làm cho mình tỉnh ngộ. À, mình tỉnh ngộ, mình không theo con đường đó. Nhưng mà nếu cái tưởng điên đảo, à, do mình sanh một gia đình bà la môn, hay là gia đình mà chuyên hành hạ như vậy đó, thì mình thấy cái chuyện là bình thường. Nên quý vị thấy rất là lạ quý vị. À, mình thấy người chết mình xúc động, nhưng mà những người đi họ lo đám ma đó, họ phục vụ đám lấy tiền đó, thì họ không có biết cái đau khổ là gì. Nó trở thành cái thói quen của họ rồi. Họ nghe chỗ nào có người chết họ mừng lắm. À, họ tới họ lãnh đám, họ tới họ phục vụ để lấy tiền. Còn nếu mà mình có tu đó, mình thấy người chết đó là cái đề mục để mình quán, mình sẽ chết, không thể nào tránh khỏi. À, hay là chúng ta thấy Đức Bồ Tát ngài thấy, à, một cái người bệnh người chết và cái người xuất gia, à, thì ngài giác ngộ. À, ngài giác ngộ vì ngài đã từng tu tập như vậy, đến bây giờ ngài nhìn thấy ngài giác ngộ. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta thấy rằng hành khổ mình không hành, hành khổ người mình cũng không hành, chuyên tâm hành khổ mình cũng không hành, là chuyên tâm hành khổ người cũng không hành, như vậy mình thấy như vậy thì mình sẽ là nhân là duyên. Bởi thường thường Đức Phật nói rằng thấy hay là nghe người ta nói, không khéo suy nghĩ sanh ra tà kiến. Và cũng thấy và cũng nghe người ta nói, nhưng mà suy nghĩ đúng đắn sanh ra chánh kiến. Nghe đúng chánh pháp, suy nghĩ đúng chánh pháp, mình sanh ra chánh kiến. Nhưng mà nghe, à, tà pháp và suy nghĩ theo tà kiến thì mình sẽ là người tà kiến. Như vậy cũng nghe người khác nói mà không khéo suy nghĩ. Như vậy là cái hạng người thứ tư đó, là cái hạng người mà cái vị bà la môn múc khá này quan hỷ đó, là người này đó là không hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm làm khổ mình và không chuyên tâm làm khổ người. Bởi vậy Đức Phật đó, ngài dạy những cái pháp đó, chư tăng vẫn thọ dụng bốn món vật thực, vật thực ăn uống ngủ nghỉ bệnh hoạn, à, thì có thuốc thang cốc liêu, thì chỗ ở, thì y phục người ta cúng dường. Đức Phật này vẫn cho như vậy.
Và Ngài cho chúng ta biết rằng cái đó là nhãn thức, thọ xả quả thiện, nghĩ thức thiệt, thọ xả quả thiện, tỷ thức thiệt, thức thân thức, thọ lạc quả thiện, tiếp thu thọ xả quả thiện, quan sát thọ hỷ quả thiện, là những cái gì mà nhân đời trước chúng ta làm, đời này chúng ta tu tập, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái lạc thọ hợp pháp, không phải từ chối, không phải hành hạ bằng cảm thọ đau đớn cùng cùng tột, không có. Chúng ta không cần, chúng ta không cần có cái đó, nhưng mà chúng ta vẫn chứng đắc đạo quả bằng những cái lạc thọ hợp pháp do cái phước báo công đức của chúng ta. Nên quý vị thấy Ngài nói Đức Thái không, Ngài đi nhận phấn tạo y á, thì chư thiên đem y xuống đống rác nhét vô đó. Hay là Ngài Ca Sơ Má, Ngài đi khất thực người nghèo, nhưng mà Thiên Chủ Đế Thích và Thiên Hậu Su Già Ta đó, cũng hiện ra cúng dường thượng vị loại thực phẩm là cứng lại mềm. Như vậy thì quý vị biết là một cái người mà họ có phước là điều thứ nhất, hai là có đạo hạnh là điều tối thượng. Chính vì những điểm đó mang lại cái lợi ích, mang lại cái sự an lạc. Như vậy thì Bà La Môn Múc Khá này nghe về cái hạng người không làm khổ mình, hay là không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ mình và không chuyên tâm làm khổ người, hạng người này Bà La Môn này thích ý. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là người không có thân ác, khẩu ác, ý ác, nên Ngài không làm khổ người khác. Và bản thân của Ngài có trí tuệ, biết được chúng sanh di tồn với Phật thực, bốn món việc dùng phải dùng, nên Ngài chế định những cái học giới cho chư tăng thọ dùng bốn món việc dùng. Phải biết quán tưởng, nên có những lậu hoặc do quán tưởng để đoạn trừ, có những lậu hoặc do phòng ngộ đoạn trừ, có những lậu hoặc do tu tập đoạn trừ, có những lậu hoặc do né tránh đoạn trừ, có những lậu hoặc do tham những đẹp đoạn trừ, thì Đức Phật này đã thuyết về những cái điều này. Như vậy Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, nên Ngài biết, và tôn giả U Ná đã hiểu biết được, đã tu tập, đã chứng ngộ được, nên đã giảng về bốn hạng người này. Và Ngài tiếp tục phân biệt thêm một hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người như vậy, nhưng mà còn tham dục. Đó là chúng ta hiểu, đó là phàm nhân đang tu tập, hay là phàm nhân tu tập. Còn cái hạng mà không có tham dục châu báu, không có tham dục này kia nọ, là hạng thánh nhân, hay là hạng tu tập đúng chánh pháp. Như vậy hạng phàm nhân đó, thì chúng ta cũng chia ra phàm nhân tu tập mà đến mức độ nào. Thí dụ như những vị đó tu tập mà qua chuyển tộc mà đắc được thiền rồi đó, vị này ly dục được năm thiền cái, nhưng mà chưa chứng đắc được đạo quả quý vị. Vị đó dùng cái chi định để đè được tham dục cái, chi lạc để đè được cái trảo hối cái, chi hỷ đè được cái sân độc cái, chi tầm để đè được cái hôn trầm thiện biên cái, chi tứ đè được cái hoài nghi cái, nhưng mà chỉ là đè năm thiền cái, những vị đạo sĩ đắc thiền. Nhưng mà những có những vị đó đắc được đạo quả thì hoàn toàn từ bỏ năm thiền cái này, chấm dứt được năm thiền cái, những vị A-la-hán, A-na-hàm đã đoạn trừ năm kiết sử. Như vậy thì những vị này đó là những vị mà đã dứt trừ tham dục. Vị Bà La Môn này nghe nói như vậy đó, và so sánh lại cái đời sống xuất gia đó, dễ hành trì, trắng bạch như vỏ ốc, có nghĩa là có quán tưởng thọ dụng, có tham nhẫn đã đoạn trừ, có tu tập đoạn trừ, có né tránh, có phòng hộ, có những cái pháp đó, thì cái đời sống xuất gia là tự thân mình làm cho mình như vậy rất là dễ, và mình tự làm cho mình trong sạch rất là dễ. Và khi trong sạch như vậy đó thì mình sẽ làm giúp đời được, giúp cho đời được tu tập trong sạch giống như mình, là mình thuyết pháp giảng đạo, hướng dẫn cái con đường giác ngộ giải thoát. Như vậy thì Bà La Môn Múc Khá này đó, khi nghe Ngài U Đê Ná, Ngài đã thuyết giảng tường tận như vậy đó, thì ông Bà La Môn này mới hiểu được cái sự hiểu biết của mình đó, chỉ là cái sự hiểu biết thiên kiến, sự hiểu biết của mình do điên đảo thôi, do tâm điên đảo và do kiến điên đảo thôi, chứ chưa hoàn toàn là cái tưởng, cái tâm, cái kiến như là thánh đệ tử của Đức Phật. Và ông nhận định được cái đó, đó là một cái sai lầm, và ông từ bỏ cái điều đó, và ông xin quy y Đức Phật, quy y giáo pháp ở Y Chí Tăng. Thì tôn giả mới khuyên quy y Phật, và hỏi ra thì Phật đã niết bàn rồi, thì ông xin quy y Phật đã niết bàn, quy y chánh pháp rồi, quy y chúng tăng.
Và ông nói lên đó, nếu mà tôn giả Gotama, tức là Đức Phật á, mà chưa có niết bàn đó, dù ở xa bao nhiêu thì ông cũng đi diện kiến Đức Phật. Vì diện kiến Đức Phật đó, ông sẽ được rất là nhiều sự lợi ích. Chính điểm này ông đã sanh lên cái chánh kiến, biết được Đức Phật đó có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, túc mạng thông, thần thông và lậu tịnh thông. Đức Phật với thiên nhãn thần tịnh thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh, nên khi ngài thuyết giảng về những cái hạnh nghiệp đó rất là thù diệu. Ngài có túc mạng minh, có tha tâm minh, biết được tâm mình nghĩ cái gì, biết mình bị lậu hoặc kiết sử nào, cần phải tu tập cái gì, quán tưởng cái gì để đoạn trừ ly tham những kiết sử lậu hoặc đó. Nên ông muốn muốn nói với tôn giả Udena, nếu mà có Đức Phật, dù Đức Phật ở bao nhiêu xa, ông cũng đi đến để gặp Đức Phật. Như vậy là những vị thánh hữu học đó, nếu mà ông là vị thánh hữu học, ông sẽ cần cầu để phải giác ngộ vị thánh vô lậu là vô học, nên ông biết được Đức Phật đó là một cái bậc khai thị khai thông. Vì Đức Phật này có quyền liệt thắng trí, y cứ tùy miên phiền não trí và nhất thiết chủng trí, nên Đức Phật này có khả năng thuyết giảng với cái nỗ lực tâm ông muốn giác ngộ giải thoát thì ông sẽ được thành tựu y ý nguyện. Nên khi mà chúng ta nói về Đức Phật á, thì chúng ta hãy nghĩ Đức Phật này có sanh tử trí hay là thiên nhãn thông, ngài thấy sự sanh tử của chúng ta và ngài thấy được cái kiết sử lậu hoặc phiền não, các căn quyền mạnh yếu, quyền liệt thắng trí hay là tùy phiền mạng phiền não, những cái tùy phiền não của chúng ta đó, cái mạnh cái yếu, cái nào nhiều ít, Đức Phật biết được. Chính vì điểm đó đó nên ông Bà La Môn Khóa này đó nói lên với tôn giả Udena như vậy. Và khi biết được tôn giả Udena nói Đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn, ông xin quy y Đức Phật đã viên tịch Niết Bàn, quy y Pháp, quy y chúng tăng. Và ông muốn làm cái thiện sự công đức đó là cúng dường cho ngài. Và ngài khuyên nên cúng dường một cái giảng đường cho chư tăng. Và ông càng lại hoan hỷ hơn nữa. Vì cúng dường cho tăng chúng là cái sự cúng dường duy trì chánh pháp, cái sự cúng dường mà phước báo công đức nối dài chứ không phải là cá nhân thí. Vì cá nhân thí là thí cho một mình ngài, ngài chết rồi thì nó lại không lâu dài, nhưng mà bố thí cho tăng chúng, vì đó chết rồi còn vị khác thọ dụng cái đó, và cái phước của mình trở thành cái phước thù thắng, và cái sự cúng dường của mình cho ra cái quả báo là vô lượng, cho lại cái quả phước vô lượng vô biên chứ không như là cá nhân thí. Chính điểm này đó là tôn giả Udena đã nói, và ông cũng hiểu được điều này, tăng chúng là một tập thể nối dài và nối truyền cái chánh pháp của Đức Phật, và khi bố thí tăng chúng là bố thí tối thượng, và người nào bố thí tối thượng được quả phước tối thượng. Và trong cái bài kinh này đã kết thúc đó thì nói lên cái sự hoan hỷ của mình, và ông đã cúng dường những cái trú xứ, và những cái trú xứ đó để cho tăng chúng mà có cái trú xứ tu tập. Nên thường thường ông Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật ngài có nói tương ưng bộ kinh đó, Đức Phật ngài cũng nói ai bố thí chỗ trú xứ đó là bố thí tất cả, ai cho trú xứ là cho tất cả quý vị. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì rất là dài về nói về bốn hạng người, và con thuyết tương đối một chút, cũng không có dài lắm để thời gian cho quý ngài thảo luận, nên con xin chấm dứt về cái bài giảng nói về bốn hạng người và hai cái cách mà ngài Udena đã phân tích về cái hạng người tu tập không làm khổ mình, không làm khổ người, nhưng mà hạng đó còn có phiền não, có tham dục, và cái hạng người mà không còn không làm khổ mình, không làm khổ người, nhưng mà đã đoạn trừ hết những cái phiền não. Phần phước phát sanh được con xin kính dâng lên chư tôn tăng chia đến quý vị, xin hồi hướng phần phước để đến thượng tọa Pháp Tính, tùy nghi sử dụng phước này và để bổ túc cái sự tu tập sớm giác ngộ giải thoát. Bây giờ thì con xin di phước để đến tất cả những người thân, những người thương, những người đã thọ thí, những người đã nhận thọ thí cũng vị ấy, mong cho các tất cả được an vui tấn hóa, được lợi lạc lâu dài. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại để điều hòa phần thảo luận.
Một người mà sống đúng nghĩa là không làm hại người, không làm khổ người đó, thì người đó phải có một cái trình độ rất là đáng kể. Thí dụ tu tập về giới chẳng hạn, tại vì đã có nhiều người nghĩ rằng mình sống có hại ai hết, nhưng mà sự việc đó không đơn giản như vậy phải không? Xin thỉnh thỉnh sư tổ tự sư. Nam mô Bổn Sư Thích Nhất. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Thật sự là như vậy. Vì trong ý nghĩa, trước hết là chúng ta nói về ý nghĩa của kinh điển mà ngài Udena và những cái bài kinh khác Đức Phật ngài giảng về bốn hạng người. Thì cái người không làm khổ mình, không làm khổ người khác, phải có một cái trình độ đặc biệt, chứ không phải là chỉ có cái là mình không có làm khổ người khác như vậy là được, là xem như là tốt đẹp hết. Bởi vì ở đây một vị mà không làm khổ mình, không làm khổ người khác, được trình bày là một cái vị xuất gia theo Đức Phật. Trước hết là vị đó giữ giới, rồi vị đó chế ngự năm cái triền cái, vị biết thu thúc lục căn, vị đó sống có cái sự tỉnh thức. Sau khi thành tựu giới quẩn, vị đó mới đi đến một cái trú xứ xa vắng, sống yên tịnh, rồi chế ngự, rồi chế ngự năm thiền cái, làm cho tâm được ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Rồi với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, về để chứng đạt được túc mạng minh, sanh tử minh. Rồi vị đó đạt được cái lậu minh, đạt được sự giải thoát. Như vậy này Bà La Môn được gọi là người vừa tự, vừa không làm tự làm khổ mình, vừa không tự hành khổ mình, mà không chuyên tâm hành khổ, cũng không có hành khổ người khác. Ngay trong hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mắt lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự thân trú vào phạm thể, tức là có từ bi hỷ xả. Thì ở đây thưa quý vị, nó cũng ví như như trường hợp chúng ta sống gần một người, mặc dù người đó không có làm việc gì tổn thương mình, nhưng mà người này cũng không có làm gì lợi ích cho mình hết. Thì như vậy
chúng ta sống gần người đó chúng ta cảm thấy nó vô vị và nó chán ngắt. Bởi vì khi gần một người mà người đó không làm điều gì, mặc dù không làm tổn hại gì cho mình, nhưng mà cũng không có làm gì lợi ích cho ai hết, không có làm lợi ích cho bản thân họ cũng như cho tập thể, hay không có tinh thần trách nhiệm, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy nó phiền toái. Thì như vậy rõ ràng là đúng nghĩa của cái hạng người mà không làm khổ mình, không làm khổ người khác đó, thì nó phải có nghĩa là không làm khổ mình, phải đem lại lợi ích cho mình được gì, không làm khổ người khác, phải làm lợi ích cho người khác nữa kìa, bằng cách một vị tu tập hoàn hảo, thành tựu được cái quả vị tốt đẹp, tức là thánh quả, thánh đạo, thì như vậy mới đúng nghĩa gọi là không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Chớ sống vô hại, không làm khổ người không phải là cái chuyện đơn giản được. Cũng giống như chúng ta có một cái thí dụ thứ hai là có những cái loại cỏ nó không có độc, nhưng mà nó không có cái lợi ích trên phương diện thực dưỡng, thì như vậy người ta cũng không có để làm cái gì. Khi nó một ôm tùm như vậy người ta sẽ phát quang nó đi. Nó khác với trường hợp ở trong khu vườn mà nó mọc nhiều cái thứ rau, rau dại. Những cái thứ rau đó nếu ăn vào nó mát và ít ra thì cũng làm được vật thực để người ta đem luộc hay người ta nấu canh, nó làm cho nó mát, mát thân, hay là nó có cái vị thuốc vân vân. Thì như vậy cái rau đó người ta mới quý được. Ý nghĩa đó chúng ta cần phải hiểu để tự bản thân mình phải tu tập và phải biết cách làm sao để mình trở thành cái người không tự làm khổ mình mà cũng không làm khổ người khác đúng nghĩa. Như vậy thì mới có lợi ích, như vậy thì nó mới có ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái câu thảo luận mà Thượng tọa Giới Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái chân chư tọa thầy siêu. Mà chư tọa thầy siêu muốn hỏi chư tọa một câu hỏi ngược lại đó, là với bài kinh này thì chúng ta thấy rằng thật ra cũng rất ít người, có rất ít người biết cách thế nào làm lợi cho mình, phải không? Tại vì ở trên đời ai quý là mình khôn ngoan, ai cũng nghĩ là mình được đào tạo, có học vị, mình biết cách làm lợi bản thân của mình. Nhưng mà gọi là biết thật sự làm lợi chính mình thì chừng đó theo Phật Pháp và theo bài kinh này đó, thì chúng ta cũng thấy chuyện đó nó cũng không phải, không phải có nhiều người biết như vậy, phải không? Xin kính thỉnh Thượng tọa quan kiểm tra lại.
Thật sự là như vậy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Người mà hiểu sống làm lợi cho mình theo đúng nghĩa Phật pháp thì có ích lắm. Bởi vì thế thường thì người ta nghĩ rằng làm sao để có được cái ăn, cái mặc, làm sao để được có tiền xài, rồi có những người họ bất chấp làm cái gì dầu cho có hại đến người khác, nhưng mà miễn sao đem phần lợi ích cho họ, tự lợi cho họ, quyền lợi cho họ thì họ sẽ bất chấp để họ làm, vân vân. Thì cái người người đó khi mà họ có cái cách sống như vậy đó, nếu theo tinh thần của Phật giáo thì có lẽ là tự họ làm hại bản thân họ. Vì sao vậy? Khi mà vua Vasenadi đến trình bày với Đức Phật, về cái ý nghĩ của nhà vua, trong lúc nhà vua trầm tư mặc tưởng một mình, vua nghĩ rằng những người thân không, sắc sanh không, trộm cắp không, tà dâm không, không nói dối, không nói năng thọc, không nói tội ác, ý không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác, những người mà làm các cái hạnh lành như vậy, từ bỏ ác thì mới thật sự là người thương chính bản thân mình. Còn những người mà làm thân ác khẩu ác ý ác, người đó mặc dù họ nói là thương mình, nhưng mà cái đó là họ tự làm hại mình, họ tự làm khổ mình chứ không phải là thương mình. Thì Đức Phật lại xác nhận cái suy nghĩ của vua Vasenadi là đúng, rồi ngài lặp lại. Trở đây thứ gì? Ở đây cái danh từ gọi là tư lợi và tự lợi nó khác nhau. Tự lợi là atatha, chariya là lợi ích cho bạn, cho mình. Trong pháp cung kinh Đức Phật dạy rằng không vì, đừng vì nhiều lợi ích cho người khác mà quên phần tự lợi. Tức là mình lo cái chuyện giúp người này giúp người kia, hay là vì nuôi cha nuôi mẹ, nuôi vợ nuôi con, giúp đỡ cho bạn bè hay là quyến thuộc vân vân, tối ngày chỉ làm chuyện đó, nhưng mà bản thân vì để nuôi mẹ nuôi cha nuôi vợ nuôi con nên làm các cái điều ác như sát sanh, trộm cắp để lấy tiền về nuôi gia đình vân vân, thì như vậy cái đó đó là tự làm hại mình chứ không có làm lợi. Vì vậy Đức Phật dạy rằng Atananche Vijanchaya Rakhayanchenang Surakhitam, nếu biết mình là chỗ thương yêu, hãy khéo bảo vệ mình. Atana Vasudanti á, anh nhân tarang gia mang bát tích chắc gây gia panito, nếu
biết thương chính mình, hãy khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn tự, phải luôn luôn tỉnh thức. Ba canh của cuộc đời là thời thiếu niên, trung niên và cái thời lão niên. Thật sự làm lợi cho mình, tức là trong ba ba cái thời canh thời cuộc sống đều phải thức tỉnh, bỏ đi cái điều ác bất thiện và sống trong cái điều thiện pháp, thì như vậy cái đó mới thật sự là làm lễ cho mình. Nhưng mà ý nghĩa đó ở trong cuộc đời này, nếu mà chúng sanh hiểu được hết thì họ thì ở trong xã hội này người ta đã không có làm các cái điều gây hại cho người khác, gây đau khổ chúng sanh khác rồi. Tại sao? Vì đánh đập đả thương người khác để cướp giật tài sản của người khác để cho mãn nguyện với cái lòng thù hận của mình đối với người khác, vân vân, là chính họ làm như vậy là họ đem lại cái sự đau khổ cho họ. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Mẹ cha và bà con không ai làm gì hơn, không bằng tâm hướng chánh khiến sở hành tốt đẹp. Pháp khu kinh Đức Phật đã dạy như vậy. Hãy hiểu được điều đó thì chúng ta mới thật sự là sống làm lợi cho mình đời này đời sau. Nhưng mà cái điều này thì có ít người hiểu lắm thú vị. Hãy hiểu được thì thế giới này nó không có hỗn loạn. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận 2 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Mà Thượng Tọa Thầy Sư xin hỏi Thượng Tọa hai câu nữa rồi để Thượng Tọa đi nghỉ. Thượng Tọa Thầy Sư, có nhiều người Phật tử nó rất là kỹ cái chữ làm lợi cho mình. Tại vì họ nói là cái chữ làm lợi cho mình nó có nghĩa là rất là tầm thường. Và nếu không muốn nói thì nó rơi vào ở trong cái một cái sự cố chấp gọi là sống vị ngã, ngã chấp. Thì ở trong Phật pháp khi mà nói một người sống là lợi mình, điều đó nó có mang hàm nghĩa là ngã chấp hay không? Để xin kính thỉnh Thượng Tọa thì trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, vì chúng ta không hiểu được cái gọi là cái từ thượng thức và cái từ chân đế. Nếu nói theo cái pháp chân đế Paramattha thì không có cái tôi, cái ta, cái bản ngã. Đúng là như vậy. Sabbe Dhammanatta, các pháp là vô ngã. Nhưng khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp để nhắc nhở cho chúng sanh đó, thì Ngài dùng cái từ Atta. Ở đây Atta, Attattha Charya, tức là lợi hành chính cho bản thân, lợi hành cho bản thân. Thì trong trường hợp này phải hiểu, tức là chỉ cho cá nhân này để
so sánh với người khác bằng cách là khi mà mình sống nó có hai cái cực đoan. Là chỉ nghĩ đến làm lợi ích cho người khác mà quên đi cái lợi ích cho bản thân, thì cái trường hợp này nó cũng không tốt. Trường hợp thứ hai là có người chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân nhưng mà làm hại người khác, cái điều đó cũng không tốt. Và ngài Sa Lợi Phất khi ngài nói, ngài giảng pháp cho ông Bà La Môn Thanh An Chan ấy, thì ngài nói rằng khi mà ngài về, ngài ghé viếng thăm ông Bà La Môn Thanh An Chan ấy, vốn là người bạn cũ quen biết, thì ngài hỏi ông ta, ông ta có sống không phóng dật chăng? Thì người ta nói, người cư sĩ như chúng con làm sao mà không phóng dật được, trong khi chữ không phóng dật ở đây đó, chúng ta phải hiểu là ông ta nói có nghĩa là sống dễ vui, sống dễ vui, tức là bravado, sống dễ vui. Mà ngài bên trong này dịch là không phóng dật, mà chúng ta quen, chúng ta quen cái đoạn kinh đó cho nên chúng ta nói như vậy. Có nghĩa là ông nói là người cư sĩ như chúng con làm sao mà không dễ vui được, bởi vì con còn có cha phải nuôi dưỡng, có mẹ phải nuôi dưỡng, có vợ con phải nuôi dưỡng, có bạn bè phải thù tạ, con phải làm các phận sự đối với vua chúa vân vân. Thời như vậy khó sống, không dễ vui. Thì ngài Sa Lợi Phất mới nói rằng ông nghĩ như thế nào khi có người vì cha vì mẹ, vì nuôi cha nuôi mẹ mà làm các cái điều ác, rồi khi chết bị sướng lôi vào địa ngục, thì những người đó có thể nói với vị sứ rằng là lúc ở cõi người tôi vì cha vì mẹ, vì nuôi cha nuôi mẹ nên phải làm các cái việc ác, do đó các ông đừng có hành hạ tôi. Có thể nói như vậy được không, thưa không, thưa tôn giả? Rồi ngài nói tiếp rằng cha mẹ của người ấy có thể đi theo để ngăn cản, nói rằng hỡi các người giữ địa ngục, con của chúng tôi vì nuôi chúng tôi, nuôi cha nuôi mẹ mà phải làm điều ác, do vậy xin các ông đừng có hành hình nó. Có thể nói như vậy được không, thưa tôn giả? Không thể được. Thì Đức Phật, Đức Sa Lợi Phất mới nói rằng ở đây có những cái nghề nghiệp vô tội, có những cái nghề nghiệp mà không gây nên ác quả mà vẫn có thể nhờ cái nghề nghiệp đó nuôi dưỡng cha mẹ được, nuôi dưỡng vợ con được, thì hãy sống bằng cái người cư sĩ hãy sống bằng cái nghề nghiệp đó. Đại khái cái bài kinh Thanh Văn Chánh Lý thì ngài Sa Lợi Phất để dạy như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta hiểu, chúng ta muốn hiểu được cái câu đó là lợi ích cho bản thân, thì chúng ta phải hai điều. Một là cái chữ bản thân là chữ giả tá, là một cái nghĩa thông thường để chỉ cho cá nhân mình so với những người khác,
cá nhân và người khác, chứ không phải là một cái sự ngã chấp. Thứ hai là chúng ta phải hiểu chữ lợi ích đó. Thì ở đây nói trên phương diện Phật học thì cái điều lợi ích có nghĩa là cái điều đó là thiện, cái điều đó là được bậc trí tăng tháng, cái điều lợi ích đó là cái điều mà không làm hại mình, không làm hại người khác, và cái điều lợi ích đó có nghĩa là đem đến quả dị thục lạc, hay gọi là lạc quả đó, gọi lạc quả. Thì như vậy mới được gọi là đúng nghĩa để làm lợi ích. Như vậy thì khi chúng ta hiểu hai điều đó rồi đó, thì chúng ta thấy trong cái câu mà nói rằng làm lợi ích cho bản thân, thì ở đây chúng ta phải theo một cái ý nghĩa đúng đắn, chứ không phải là một ý nghĩa là có cái sự ngã sở, ngã đắc. Không có, không phải sống một cách ích kỷ như vậy. Thì đây là nghĩa mà chúng tôi xin trả lời cái câu thảo luận số 3 về Nam Mô Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng tọa Thượng Sư, xin hỏi Thượng tọa một câu sau cùng rồi để Thượng tọa đi nghỉ. Mà Thượng tọa Thượng Sư, những người sống mà mang lại lợi ích cho người khác ấy, thì phải chăng là khi mình mang lại lợi ích cho người khác thì mình cũng tạo được cái phước, mình cũng tạo được tốt đẹp cho chính mình, có phải như vậy không? Hay là mình mang lợi ích cho người khác là một lẽ, mà mang lợi ích cho bản thân mình là một lẽ khác nữa? Xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trở lại. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, nó có hai nghĩa. Có những việc mà mình làm mang lại cho người khác, không có hại cho mình. Có những việc mang lợi lợi cho người khác cũng có nghĩa là lợi cho bản thân mình. Tuy nhiên nói cách rút ráo thì hễ chúng ta làm lợi cho người khác đúng pháp thì có nghĩa là lợi cho bản thân mình. Bởi vì ở đây có những người sống làm lợi cho người khác, thí dụ như bài kinh Thanh Đại Chân Lý mà khi nãy chúng tôi nói, vì cha vì mẹ, vì lợi cho cha, vì lợi cho mẹ, lợi cho vợ con, cho quý thuộc, cho bạn bè, mà người đó sát sanh hay trộm cắp, nói dối, nói đồng thọc, vân vân, thì gọi là sống làm lễ cho người khác, nhưng mà không phải là đang làm lễ cho bản thân. Vì sao vậy? Vì cái chuyện mà mình làm tròn bổn phận, không để cho cha mẹ phải bị đói khổ, thành ra làm sao phải có tiền để có được cái thức ăn
có thể ăn cái mặt để nuôi cha nuôi mẹ thì cái đó là làm lỡ cho cha mẹ, nhưng vì làm cái nghề nghiệp bất chính để có tiền mà phụng dưỡng cha mẹ thì cái đó là lợi ích cho người khác, nhưng mà cái đó làm hại cho bản thân. Chúng ta nhớ cái chỗ đó. Còn cái trường hợp thứ hai là làm lợi ích cho người khác và cũng có nghĩa là đang làm lợi ích cho bản thân đó, thì trong trường hợp này có nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất nói rằng có những nghề nghiệp chân chính không đổi lòng, không tạo ác nghiệp, và với những cái nghề nghiệp đó người cư sĩ có thể sống bằng cái nghề nghiệp này để có được cái lợi lộc mà nuôi dưỡng cha mẹ. Thì trong trường hợp này là làm lễ cho người khác mà cũng lễ cho bản thân mình, bởi vì cha mẹ được nuôi dưỡng an vui mà bản thân mình thì không làm các ác nghiệp, thì như vậy mới gọi là lễ cho mình. Cho nên chưa hẳn là một người sống làm lễ cho người khác cũng có nghĩa là đang làm lễ cho bản thân mình. Nếu như làm lễ cho người khác mà không đúng nghĩa, không đúng nghĩa là hành động chân chính. Chỉ có trường hợp làm lễ cho người khác bằng cách sống một cách chân chính theo thiện pháp thì cái đó mới là làm sống làm lễ cho người khác và cũng có nghĩa là đang làm lễ cho bản thân. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Dược Đẳng Nhân Vật Nam Mô Thầy. Sa thú kính trình Thượng Đạo Thầy Sư, xin thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Và Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 5. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa, thật dạ vâng. Thượng Tọa Tân, bài kinh ngày hôm nay nói nhiều về làm lợi người và lợi mình, nhưng mà tại sao chúng ta thấy có cái nghịch lý ở trong đời này là đa số chúng ta đều mong rằng làm lợi cho mình, làm lợi cho người, nhưng mà trong lúc chúng ta mong như vậy thì chúng ta lại làm gây đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác. Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tân. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Pháp Đăng, Tọa Minh Hạnh, lễ Đức Tuệ Tri, Sư Ngôn Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì theo con nghĩ là cái việc mà mình nói lợi cho người, làm lợi cho mình, hay là trong lúc mà mình làm lợi cho mình, làm lợi cho người và ngược lại đó, thì mình cầu cái sự hạnh phúc cho mình nhưng mà lại làm hại, làm khổ cho mình, cho hại cho người, khổ cho mình thì có nghĩ ở đây đó là khi mà mình nói đến cái lợi ở trong cái Phật pháp, trong Phật pháp thì như mình biết rằng những cái đời tu thì người ta sẽ là nghĩ rằng là những cái thiện pháp nào mình làm mình mang lại cái lợi ích cho mình, có nghĩa là tự mình tu tạo rồi mình tích trữ cái phước báo, rồi mình hướng dẫn người khác tạo trữ tích lũy cái phước báo, tạo những cái thiện nghiệp. Thì ví dụ như là một người mà hiểu được Phật pháp
hiểu được nhân quả, hiểu được những cái pháp mà đưa đến cái đời sống tiến hóa tu tập cho một người, thì mình hướng dẫn cho người khác. Thì như vậy không phải chỉ mà mình làm lợi cho người khác không, mà mình còn làm lợi cho mình. Lợi cho mình ở đây nó là mình biết những cái thiện pháp để mà mình thực hành, để nhằm cái sự hỗ trợ cho mình, để mà mình giống như mình nói là mình đầy đủ các cái công đức, cái về phước báo ở trong đời sống, cả trí tuệ rồi trong đời sống tu tập của mình, rồi mình hướng dẫn người khác. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó nó làm lợi cho mình, mà lợi cho người. Lợi cho người khi tiếp nhận được Phật pháp, biết được những cái điều hướng thiện để rồi họ tu tập và tiến hóa. Lợi cho mình là mình được vừa tu tập để tạo trữ công đức cho chính mình, để mà mình hướng đến sự giải thoát và mang đến cái lợi cho người khác. Ở đây đó thì có một điều đó là nếu mà mình nói rằng mình cầu cái mưu cầu cái hạnh phúc cho mình mà mình tạo nên cái đau khổ cho mình và cho người khác, thì cái điều này nó giống như là mình tham cầu cái ham, tham cầu những cái mình nghĩ rằng cái sự hạnh phúc của thế gian á, cái hạnh phúc của thế gian mà mình có được, giống như người ta muốn là những cái gì mà người ta được tốt nhất về vật chất, người ta tốt nhất về danh vọng, địa vị, thì bất cứ cái thứ gì đó thì họ bất chấp khi họ tạo ra những cái việc mà làm cho khổ cho người khác, mà chẳng những khổ cho người khác không, khổ cho mình. Khổ cho mình là sao? Ở đây đó thì khi mà mình không khéo ở trong cái việc kết quả của nó, tức là mình chỉ biết cái việc làm như vậy thôi, chứ mình không có thấy được cái kết quả của nó sau này. Rồi cái kết quả đó nó chính nó không phải là hạnh phúc cho mình hay hạnh phúc cho người khác, mà cuối cùng lại làm khổ cho cả hai. Hay hoặc là một người mà mưu cầu những cái sự mà hạnh phúc cho mình, họ nghĩ rằng chính khởi lên cái lòng tham, mong muốn mình được giống như là mình sát sanh, mình trộm cắp, hay là mình tà hạnh, vân vân. Khi mà mình nghĩ rằng cái đó là cái điều mà mình được hạnh phúc, bởi vì mình sát sanh để rồi mình có cái gì, tức là mình thí dụ như một người buôn bán súc vật, hay là một người tham cầu những cái của khác, nhưng mà không phải là do chính mình làm ra, rồi họ ham cầu mong muốn đó. Chính vì vậy cho nên là bất chấp mọi cái việc làm của họ, họ làm sao đạt được cái mục đích của họ, và cuối cùng thì họ lại bị cái quả báo xấu. Nếu như mà ở trong kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật ngài có dạy rằng người nào cầu an vui và hạnh phúc cho mình nhưng mà dùng quyền thế hãm hại chúng sanh khác, thì kẻ đó, người đó sau khi mệnh chung thì không bao giờ sanh cảnh giới an vui. Thì con nghĩ rằng nó có hai mặt. Nếu mà mình nói trên cái phương diện người tu biết Phật pháp á, thì mình biết được những điều hướng thiện, mình biết được những cái điều mà làm cho mình được tiến hóa, mình hướng dẫn dắt dẫn người khác cũng đồng tiến hóa ở trên cái thiện pháp đó, thì con nghĩ rằng cái đó là vừa làm lợi cho người và làm lợi cho mình. Nhưng mà mình mưu cầu hạnh phúc, cái hạnh phúc ở đây mình gọi là hạnh phúc của thế gian, mà mình nghĩ đó là danh vọng, địa vị hay lợi lộc gì đó, để rồi mình bất chấp cái điều danh vọng, địa vị, lợi lộc đó, rồi mình sẵn sàng làm cho người khác phải khổ đau, sẵn sàng làm cho người khác khổ đau. Và như vậy đó thì giống như người ta mong muốn được cái danh vọng, địa vị
hay là cái gì đó để rồi là người ta bất chấp những cái lý lẽ, những cái lẽ phải trong cuộc đời, để rồi cuối cùng là họ làm cho cái người mà cái người nào đó, đối tượng nào đó, để rồi làm cho họ khổ. Rồi chính cái người mà họ làm cho người khác khổ đó thì họ cũng phải nhận lấy cái quả báo khổ nha. Quả báo khổ chứ không phải là không có. Và có khi đó là mình mưu cầu cái hạnh phúc của mình chỉ thấy cái hạnh phúc trước mắt, nhưng mà mình không có nghĩ đến cái quả của tương lai nó sẽ có cái kết quả ra sao, mà cái kết quả nó không được đẹp, không được tốt, mà khổ sầu đó. Họ không có lường trước được những điều đó, và cuối cùng thì họ cũng nhận lấy cái quả báo khổ. Hay thậm chí có người nhận lấy, biết được lường trước như vậy, nhưng mà họ bất chấp vì họ mong cầu cái hạnh, mà hạnh phúc mà mình gọi là cái hạnh phúc mà mình gọi của thế gian đó là danh vọng, địa vị, lợi lộc, về tất cả các thứ. Rồi người ta không có cái hạnh phúc này, không phải là cái hạnh phúc chân chánh, không phải là một cái hạnh phúc đúng nghĩa, mà cái hạnh phúc tạm thời của gọi là thế gian, mà người ta gọi là danh dợi, danh lợi cuộc đời này. Như vậy thì con nghĩ rằng bản thân của người, nếu mà mình dụng cái tâm của mình mà mình hiểu được những cái thiện pháp, hiểu được chánh pháp, và mình vận dụng cái tâm của mình để rồi từ ở cái tâm thiện của mình đó, mình có thể tạo trữ được cái công đức, và đồng thời là mình hướng dẫn người khác hướng đến những cái thiện pháp, thì cả hai đó đều được cái hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà mình vận dụng cái tâm của mình bằng sự mưu cầu hạnh phúc của thế gian, sự xui khiến bởi lòng tham, xui khiến bởi cái sự sân hận, trong cái sự thỏa mãn qua cái lời nói hành động để cho người khác tổn thương, để rồi mình cầu cái hạnh phúc cho mình, thì con nghĩ rằng cái kết quả đó chính bản thân của cái người đó cũng khổ đau. Rồi cái người mà bị họ gây ra cái mong cầu đó, cái làm cho người khác, người đó họ cũng khổ luôn. Vì vậy cho nên là mọi việc đó cũng phải là bằng với cái tâm của mình, mọi việc thì cũng phải bằng với cái trí tuệ của mình. Trong khi mà mình vận dụng ở trong cái đời sống này, mình biết cái điều nào nên làm, điều nào không nên làm, và những gì cần tránh, những gì không nên tránh, thì chúng ta biết được những điều đó. Khi mà mình vận dụng cả hai cái yếu tố, cả cái yếu tố của trí tuệ và cái yếu tố bằng những cái thiện pháp, thì nếu mà có được những cái tâm thiện, mà có được cái trí tuệ vận dụng, mà trí tuệ ở đây đó là mình có hướng đến những cái thiện pháp, thì con nghĩ rằng thật sự là họ mang được cái sự an vui cho mình và cho người khác. Ngược lại, nếu bằng với cái tâm bất thiện mà mình nghĩ đó hạnh phúc, thì đem đến khổ cho người khác, khổ cho mình luôn, khổ cả hai. Thì con xin có cái ý đóng góp cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu ra ở đây. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Pháp Tân. Thưa quý vị, trước khi kết thúc sinh hoạt hôm nay, chúng tôi sẽ nói lại một điều rằng đa số chúng ta thường quá tự hào là mình sống không phải mà không phải ai hết. Lấy ví dụ như một bậc cha mẹ mà không làm gì hết, sống thụ động, thì nó cũng có hại cho con cái, con cháu. Đức Phật ngày giải rằng một vị tu sĩ sống trong chùa mà đời sống thụ động, nó cũng hại cho thế hệ kế tiếp chứ không phải không có hại. Thật ra cái câu mà sống không hại người, không hại mình, sống có lợi ích cho người, lợi ích cho mình, đó là một chủ đề lớn, một chủ đề quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và nó nói lên cái tính cách là hiểu biết, nó nói lên cái bản chất thiện ác ở trong lòng chúng ta, nên tất cả chúng ta cần nghiền ngẫm cho kỹ. Và điều đó đã được Tôn giả U Đề Đá đề cập đến trong bài kinh này. Xin được kính trân chư tôn đức đỡ vào rung để thuyết giảng. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, đảnh lễ quý ngài, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, sa thú lành thay, con tỉnh hạnh thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt cho chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-ta. Yeah.